À, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ cùng với các bạn mổ xẻ xem cái bộ sạc đa năng iMac B6 này, xem bên trong nó có những gì các bạn nhé. Đây, bộ sạc iMac B6, và cái bộ sạc này là cái hãng của hãng chính hãng luôn các bạn nhé. Các bạn lưu ý là trên thị trường bây giờ nó đang có các cái hàng giả, hàng nhái luôn đấy. Nên là khi mà các bạn mua hàng chính hãng ấy thì các bạn sẽ có được một cái tem. Tem đây là tem chính hãng, và các bạn sẽ cào cái lớp cào này ra, và nó sẽ có các cái số này, các bạn sẽ đăng ký vào sẽ đăng nhập vào cái nó sẽ ép vào cái mặt dưới này, cái mặt dưới này cũng là nhôm hết để nó tản nhiệt. Đây, các bạn có thể chiêm ngưỡng cái mạch bên trong của cái bộ sạc đa năng iMac B6 mini đây. Thì cái mặt trên của cái mạch điện này thì nó gồm có một cái màn hình. Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy gồm có một cái màn hình hiển thị trông rất đẹp, cái màu xanh dương này trông rất đẹp, xanh đậm này. Trên của nó thì đây là cái nguồn đầu vào của nó này. Đây, thì cái
các bạn vừa xem qua về cái cấu tạo bên trong của cái bộ sạc iMac B6 mini. Nó cũng hết sức đơn giản, nhỏ gọn này thôi. Đấy, các bạn có nhỏ trong lòng bàn tay đó. Nhưng mà cái hiệu năng của nó phải nói là rất tốt, công suất lên những tận 60W. Tôi cũng vừa mở cho các bạn xem cái ruột gan của cái iMac B6 mini. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Mong các bạn ủng hộ kênh của mình bằng cách nhấn chuông và đăng ký để nhận được nhiều các cái video mới hơn. Vâng, cảm ơn các bạn.